Hello, welcome back again to my cooking channel. And today I'm resting up about the pig skin that I gonna cook the special recipe. Okay, so let's go with me. Okay, tao ăn lấy nhung thưa cả ăn sẽ bạch chuột. Hay mình bốn cứ nghe bằng ồn. Hỡi chập máu. Cô nè, ô nghiệp bằng cô nè, rồi về chẳng máu, cứ dừng vào rau và đập bánh cứ về bàn tịch pê dừng rồi chẳng cả một đòn. Ồ nè, cứ thả rôm một bánh ná cỏ này bằng cô nè. Khăn biết đường từ tích ôi bọc ô là lỡ thôi ca chồng hơi bay chuột từng óc nè hai chồng bố bay chuột ní dương chồng hơi rõ hột đọt hơi á bọc ổn hai chồng bố ca nhám cứ dương miên đầm nạ ca mình to tiết bọc ổn cứ bay chuột bao giờ nướng pig skin nướng steam and good enough for cook now. We're gonna pick up. Oh, này cứ ăn lò mình tên. Hai dương nên thưa ai bằng to tiết, complete tam đàn tầng ốc nia. Này chào mình tên nha. Okay, now let's move to the next step of the pig skin that I steam already. Yeah, of course I'm gonna cut it into the slice. It's gonna eat easily. Okay, lại chào máu bố nè. Okay. Chật hào giác bóng bố nè. Ôi rụi rùa tay mặt non nè. Dương chặt cái bên châu chan từng ốc nè. Sạch nên tên bóng bố bê xe ngào hồi chẳng á. Bóng bố nằm lợi nhóm slide đi. Lốn vì ăn dân sô cha bằng ổn á. Cái dạch tích bằng ổn là lạnh tôi chứ vì nghiên cả lạnh đạch đáy đó bằng ổn á. Thế là lấy dân chắc đam hành một cây chẳng ngọt này bằng ổn. Mà tê là bao giờ rủi ro dân châu tận đọc green onion một ô là lợi nhưng chọc ra 100 tấm sọt bao giờ chăm thốt là cái viêm mắt bằng ổn. Chà bằng ổn là lời dùng chọc nào bằng chạp lớn. Nhưng đã cái té, hột đọt cái té, cái đá. When the pan still hot, we're gonna put inside the oil. And add more garlic. Để bây để cái tùm so dương riêng ngôi bằng tích dương đừng chọc đàm đã sẽ là cái tùm tiền bằng ổn. Tà lời này cái dương câu sẽ là cái tùm bằng tích xanh, cô là cái tùm bằng tích xanh. Hãy nhóm chơi vô ca vô đã sạc tâm trộn à hói đầm bầy ỏi lên căn tài chui nên chân anh Krương lộp bói dương mong ôn miền nằm bờ mặt tê chỉ mùi nắng tức xiên ní cứ chia tức bên chóng nó có so hai dân thua cà cô rồi hột Krương rồi lệ ở châu khnia tụi móc như dương đạn đầm lông trôi cô cho cô lang và 25 nét tí tới đầm lông đừng chạm này bằng bồn buộc nhung chặt việc tôi sạch à lỡ coi pe để dương chụp ăn đầm lông dạ pe 2 chặt đập tí bằng bồn mà đầm lông để chấn cứ đo pe để dương chặt sạch cho sạch bao dương cứ bay chịu đựng ai bằng bồn hai dương vừa ca chọc bò lang tới ao vi cho sập ruột chìa tới dương cứ rụi ro lại bằng bồn pro dương bàn vừa ca chồng hoi bay chịu đựng này to tại chân ruột chìa sạch ngài Krương trong cõi bò dương cứ bằng cao nó ruột chìa canh tài à, to tại mà đó cứ mà tê bằng ồn hơi mà hộp rồi bao dương cứ xong là mặt hàng ruột xanh cứ nơi so tại nhóm lụa tê bằng ồn trong tam đan nhóm lụa tận óc nia ôi đồ màu nè bọn gì bị bò vinh cứ được bằng ồn khơi chăng. Hello guys again after our process of cooking this pig skin. Now those are well done and now we're gonna taste it. Yeah, the moment then. Yeah. Tìm mặt tí hả? Toa tầm mong. Tòa lỡ nhóm đang thưa ca sát là bong. Thôi dê bông bông, thôi dụ ớt màu. Từ lỗ một chanh đó. Ồ, nè, bông nè. Miền tầng từ lỗ, miền tầng mặt tê. Hay là sẽ bay chụp tay mà đòn. Cheat mong on. After I taste it, very, very nice taste. I suggest for you guys and don't forget to subscribe for next video. See you guys.